Sau 7 tháng khởi công đến nay, dự án cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng đã hoàn thành trên 70% khối lượng. Hiện chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án vào cuối năm 2024. Bàn giao hạng mục cho từng đơn vị thi công ngay sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nên đến nay, dự án cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng đã hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng như thông tin liên lạc, cấp thoát nước, đường giao thông, điện chiếu sáng và cây xanh cảnh quan. Hiện chủ đầu tư là công ty cổ phần phát triển Fuji Hưng Yên đang đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thiện và bàn giao hai hạng mục, nhà điều hành và trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 1.500 m khối một ngày đêm trong tháng 7 này. Với cái điều kiện thời tiết và cái mùa này là mùa mưa nên là cái tiến độ hiện nay là đang rất là căng, thì chúng tôi vẫn luôn có những cái biện pháp sẵn sàng các cái vật tư và nhân công để tăng cái lượng người và có thể là tăng cả thời gian làm và ca đêm để làm sao mà bù đắp được lại những cái tiến độ đã bị trượt do thời tiết để bàn giao chủ đầu tư đúng ngày. Theo quy hoạch hệ thống thủy lợi của địa phương nằm ngoài ranh giới dự án cụm công nghiệp, tuy nhiên đáp ứng nhu cầu sản xuất của nhân dân, chủ đầu tư dự án đã khơi một con kênh dài 200 m, rộng 3 m giáp với ranh giới của cụm công nghiệp để tiêu thoát nước cho bà con. Cùng với đó, ngay sau khi tiếp nhận dự án thứ cấp vào địa bàn, một mặt đơn vị chủ đầu tư tiến hành hoàn thiện thủ tục cho doanh nghiệp, mặt khác khắc phục khó khăn thiếu cát nền để đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng. Hiện tại là cụm công nghiệp cũng đã kết nối được với nhà cung cấp cát cho đơn vị để san lấp mặt bằng, để trả lại mặt bằng cho đơn vị thứ cấp đầu tư. Cụm công nghiệp Trần Cao, Quang Hưng thuộc địa bàn thị trấn Trần Cao và xã Quang Hưng, huyện Phù Cử có tổng mức đầu tư khoảng trên 580 tỷ đồng với diện tích trên 50 ha. Lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, công nghiệp làng nghề, các ngành sản xuất kinh doanh khác phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng Yên thuộc các lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí, sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp. Để cụm công nghiệp sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, chủ đầu tư đang tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trong năm 2024.